hay dừng đây thôi. Và xin mời quý vị và các bạn cùng nhau sẽ tiến vào cuối những phút kỷ niệm riêng của hai gia đình sẽ ngồi tại vị trí bên ngoài với những ban kết thân của gia đình sẽ là công tác thật tốt để chờ đón sự kiện sự có mặt của các vị ngày hôm nay. Chung quy cùng gia đình chúng ta ngày hôm nay và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thật là trăm năm chỉ còn đấy một năm và ngàn năm bước rời hôm nay cho đến giờ vàng, giờ ngọc, giờ kim cương, giờ tất bà nguyệt đã sắp sửa, giờ gia đình nhà trai, gia đình nhà gái chúng ta cùng nhau đón định để giây phút này đầy phái đoàn gia đình nhà trai từ bên Nam Định đang và đã hiện diện tại hội trường cưới của gia đình nhà gái quê hương đất Nhạc Hương Yên chúng tôi. Và những người con quê hương đất Nhạc Hương Yên chúng tôi hân hoan được chào đón sự có mặt của phái đoàn gia đình nhà trai và thể hiện tình đoàn kết gắn chặt của hai bên gia đình ngày hôm nay. Xin mời các cụ, các bà, quý vị và các bạn của hai bên đình ta hãy dành cho nhau một tràng pháo tay thật to lớn ạ. Cũng như để xây dựng sự có mặt cũng như để biết về nhau hơn nữa thì giờ đây xin mời các vị và các bạn hãy cùng xây chào uống nước cũng như sẽ được chào đón với một lời phát biểu của một vị đại diện cho gia đình nhà trai đến với gia đình nhà gái tại ngày hôm nay. Xin một dành một tràng pháo tay to thật lớn để chào đón lời phát biểu vị đại diện cho gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị và các bạn, thì lại gia đình của nhà gái thật là đến hẹn lại nên đúng như chúng ta đã hẹn lớp với nhau từ hôm đầu tiên. Nhìn chung mọi công việc của gia đình trai chúng tôi gần đây một điều mà tôi thấy chân dạng ông nhất chúng tôi với một cái chân cũng là nhà cô của nó bác và xưa các bạn sẽ hơn hơn. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi sang đây đầu tiên là chúng tôi cũng xin thông báo với họ nhà gái là hôm mùng bốn sau khi đoàn nhà trai chúng tôi sang đây làm các thủ tục để xin cháu về thì cũng rất vui mừng được nhà gái đưa cháu về để bên nhà chúng tôi thương cái cháu thì cháu việc là trai chưa vợ cháu dung nhà gái chưa chồng thì vậy pháp luật đã công nhận từ hôm muốn cháu là vợ là chồng nhưng với cái phong tục của địa phương cũng như đời ông đời cha chúng ta để lại dù đăng ký trước hay sau hay là chưa đăng ký nhưng chúng ta vẫn phải làm lễ kết hôn đó là cái cha truyền con nối cũng là mọi người chúng ta cần nên là duy trì và giữ gìn. Thế thì hôm nay về đón dâu thì báo cáo với họ nhà gái một cái điều không thể thiếu được là con là bà mẹ để hỗ trợ quan việc và hai là chú rể. Còn chúng tôi là anh em chú bác cô gì bên trong bên ngoài cùng với bạn bè của công việc ra đây để làm đó cho việc. Thế thì một lần nữa thay mặt bạn trai tôi xin các bà và xin vợ chồng ông Tiền xin cháu Dung cho phép chúng tôi được đón cháu về quê hương Nam Định để tổ chức đám cưới và sau đây thì chúng tôi cũng thay mặt cho anh trai là xin mời các
tạo điều kiện để cho gia đình nhà trai làm cầu khi đó cái dâu ngày hôm nay. Và cũng như bây giờ đọc khách mời, ta chúng ta cùng nhau sẽ được chào đón với một lời phát biểu của quý vị. Ta là một thái bản nhạc rồi. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng đẹp của hai bên gia đình và bạn bè, cháu phố Việt, và tôi xin đại diện cho gia đình và nhà gái trước tiên tôi kính chúc sức khỏe đến tất cả các cụ và cô dì chú bác của anh và cùng từ bạn bè nam nữ thành cháu. Tôi cũng xin rất là chúc mừng các cụ đã đến đông đủ dự buổi lễ thành hôn, chúc phúc cho hai cháu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các quý vị, quá trình tìm hiểu của hai cháu và Dung đã được sự đồng ý của hai bên bố mẹ. Và được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bên đã nhất trí cho các cháu đăng ký kết hôn. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai có cưới chầu sang trước là kính cáo gia viên gia đình ông bà Việt Hạnh và là gia đình nhà gái để xin cháu Thùy Dung trở về bên gia đình nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy tôi thay mặt cho gia đình nhà gái xin chấp nhận cưới dầu xin dâu của gia đình nhà trai và cũng đồng thời chính thức công nhận cháu Quốc Việt là cháu rể của gia đình chúng tôi và cũng là một thành viên trong dòng tộc của gia đình chúng tôi. Và hôm nay đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi cũng cho phép các cụ, các ông, các bà họ nhà trai đón cháu Dung trở về hôn trường hòa nhà trai để làm lễ thành hôn. Một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè của hai bên gia đình cũng như là bạn bè của hai cháu Quốc Việt và Thùy Dung. Chúc cho gia đình thông gia ngày càng bền chặt, chúc cho buổi hôn lễ của các cháu được thành công tốt đẹp và cho hai cháu và trăm năm hạnh phúc. Xin hết. Cảm ơn. Có cái thân vị ở góc bạn thực tế và với tình cảm mà tình cảm cho đoàn tình cảm thiết tha đã qua lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà trai, gia đình gái đã được sự thống nhất của hai vị thì giờ đây xin phép mẹ thân sinh ra cô dâu và mẹ thân sinh ra chú rể, hai bà sẽ trao và đón nhận lễ ngày hôm nay. Xin mời hai bà di chuyển đến khu vực trên kia. Đi vào. Mở hai bà đứng gần vào đây. Đấy rồi, làm đi em. Và lúc này thì xin phép các cụ và bà sẽ cho chú rể sẽ là bố bà thì là của mình. Hai bà nhìn đây bà ơi. Đồng thời hai bà sẽ ra